Chuyện hôm nay giữa anh Đặng Trí Bình và cá nhân tôi phụ giúp, tôi là Võ Đại Tôn. Tôi còn thấy trên màn ảnh có ba câu hỏi nữa, đó là ba câu hỏi cuối cùng. Tôi xin phép là ba câu hỏi đó trả lời xong thì chúng tôi xin chào tạm biệt các bạn. Anh Đặng Trí Bình ơi, có một người hỏi anh như thế này, là bạn US Dollar đấy. Khi nãy có hỏi rồi đấy, và bây giờ hỏi lại một câu, là hỏi một câu phụ thôi, là cô y tá Vân ở trong hồi ký thép đen, ông Đặng Trí Bình có còn tin tức gì về cô ta không? Anh trả lời câu đó, còn hai câu nữa là mình chấm dứt. Thưa anh bạn là US Dollar, bây giờ trước đây những cái cuộc phỏng vấn của tôi họ hỏi về cô Vân này rất là nhiều, thì bây giờ bạn mới lại hỏi đến cái cô Vân này. Nhiều chuyện lắm, chuyện đến vợ tôi hiện nay đã rồi, vì sao mà tôi đã lấy vợ và cô ấy đã, Vân tôi đã gặp thằng Độc Vàng. Chuyện của tôi là chuyện thật, tên thật, cho nên là tôi nói chỗ nào là tôi nói ngay cả tên, không những sự việc thật mà đến tên của những người đó là tên thật. Thưa mấy anh bạn US Dollar, thì cô Vân tôi đã liên lạc, đã được nói chuyện và cũng đã đến nhà, có người bạn đã đến nhà quay phim chụp hình, có hình ảnh vân vân. Và cô ấy ngày nay cuộc đời của cô ấy thì cũng rất khá giả, và cô đã lấy chồng và chồng cô ấy cũng là một trung úy bộ đội và đã vào bê chết năm 1971 ở Quảng Trị, và có một người con đã trở thành Interpol 30 tuổi. Thì cái người con ấy giờ lại có một đứa con nữa, thì là cháu cô Vân. Thì tôi đã được nhờ một người bạn ở trong cái khóa 11 Thủ Đức của tôi, để gọi là một ông Hờ, ông họ Hờ, ông nội Hờ đấy, thì có coi như là mừng tuổi cho nó, cho một cái Tết $100, và họ đã quay cả cái cảnh đó, kể cả cô Vân nữa, cho tôi đã có hình ảnh đưa mấy lại anh bạn US Dollar. Vâng, xin cảm ơn anh Đặng Trí Bình. Tôi là Võ Đại Tôn, xin tiếp tục phụ giúp cho anh Lê Minh Úc để hỏi thăm anh. Cái câu hỏi là tiếp tục theo là của người Việt trầm lặng. Kính thưa ông Đặng Trí Bình, từng được tình báo Hoa Kỳ huấn luyện, sau khi sa vào tay giặc, ông có bị tình báo Nga hoặc Trung Cộng hành hạ khai thác tin tức hay không? Nga và Trung Cộng đây anh Bình, người Việt trầm lặng hỏi anh. Thưa anh người Việt trầm lặng, sau 6 năm với cái gọi là chúng tôi, cái ngành nghề của chúng tôi gọi là ngửi đánh hơi, thì thưa với quý vị không biết nó có khai thác thêm, chứ còn những cái nhân vật mà đến khai thác tôi thì toàn là người Việt, không có cái của Nga hay là của Tàu. Thưa mấy anh người bạn trầm lặng. Vâng, còn một câu hỏi cuối cùng, và chúng tôi xin chào tạm biệt tất cả các bạn. Tôi là Võ Đại Tôn và anh Đặng Trí Bình. Cái câu hỏi tiếp theo là 24100810. Xin hỏi anh Đặng Trí Bình đánh giá mức độ khả thi để có một điệp viên nằm trong lòng cộng sản đấu tranh cho tự do dân chủ cho Việt Nam hay không? Thưa anh bạn là cộng sản Trung Kiên, từng nghe cái tiếng Trung Kiên này là tôi cũng đã không phải cộng sản Trung Kiên này. Đây là anh bạn 24100810. Vâng, 0810. Tôi xin lỗi, bạn 0810. Già đeo kính cận cho nên là nhìn xa xa nó lại hai tròng, cho nên nhìn nó thoáng rồi nó cũng hơi khó khăn một chút. Thưa mấy bạn, hai ông già ngồi hai bên không có cách nào chối cãi cái thực tế cả. Thưa mấy anh bạn, thì thưa mấy anh bạn thế này, với cái chủ quan của tôi, với cái hiểu biết của tôi, vì tôi chỉ được quyền trả lời những cái của tôi, là nó có, bởi CIA nó cũng sâu lắm, nó cũng không phải là thường. Có thể tôi chỉ có, tôi cũng có thể đi theo lối toán học và theo cái ngành nghề là chỉ có 1/2, tức là có thể có và có thể không. Vậy thì tôi nói rằng tất nhiên là chúng ta không thể nào có cái gì cụ thể cả. Tôi đã trong cái ngành nghề này tôi hiểu lắm, thành ra chỉ biết là với cái khả năng tôi hiểu biết thì có. Thưa mấy bạn, thưa tôi là Võ Đại Tôn, xin trân trọng kính thưa cùng toàn thể các bạn và các chiến hữu trên diễn đàn Tiếng Nói Tự Do Dân Chủ cho Việt Nam. Xin tạm biệt các bạn và các chiến hữu hôm nay, và để cho anh Đặng Trí Bình nghỉ, ngày mai còn phải đi sớm. Trước khi dứt lời, tôi là Võ Đại Tôn, một lần nữa xin cảm ơn tất cả các bạn và các chiến hữu đã lắng nghe cái buổi nói chuyện của Đặng Trí Bình, và chúng ta ghi ơn tất cả những người đã đấu tranh cho Tổ quốc được tự do và dân chủ. Có những người đã nằm xuống, có những người đang âm thầm cô đơn trong ngục tù cộng sản, có những người ra khỏi ngục tù cộng sản vẫn còn tiếp tục lên đường chiến đấu. Chúng ta xin trân trọng ghi ơn, trong đó có Đặng Trí Bình. Bây giờ anh Đặng Trí Bình gửi lời cảm ơn các bạn và các tín hữu trên diễn đàn đi.
Rồi chúng ta xin chào tạm biệt. Kính thưa toàn thể các quý vị, trong diễn đàn tiếng nói tự do dân chủ cho Việt Nam, tôi xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe tôi nói những lời thô kệch của một người chỉ biết nói sự thật nhưng không biết cách ăn nói. Là những người, tôi tin chắc rằng những người này ở trong diễn đàn này đang còn quan tâm khắc khoải đến quê hương dân tộc của chúng ta còn nhiều, quá nhiều thương đau. Thưa các quý vị, nếu có cái điều kiện nào đó tôi được hân hạnh gặp lại các quý vị cũng đó là một cái niềm vui của tôi. Thưa với các bạn, xin kính chào toàn thể các quý vị. Vâng, một lần nữa tôi là Võ Đại Tôn và anh Đặng Truy Bình xin trân trọng kính chào tạm biệt các bạn và các tín hữu trên diễn đàn tiếng nói tự do dân chủ cho Việt Nam. Nhất định chính nghĩa dân tộc sẽ thắng bạo tàn và dối trá của chế độ cộng sản. Xin chào tạm biệt các bạn. Thưa quý vị thính giả, trong thời gian cuộc chiến bảo vệ miền Nam chống lại sự xâm lăng của Cộng sản Bắc Việt, phía Việt Nam Cộng Hòa đã gửi nhiều toán biệt kích và tình báo ra Bắc để hoạt động. Và trong số những điệp viên hoạt động độc lập nổi bật nhất là Trần Viết Hùng, có bí danh là Đặng Chí Bình. Ông vốn là một thanh niên người Công giáo đã được Cục Trung ương Tình báo Quốc gia và cơ quan CIA của Mỹ huấn luyện. Và đến năm 1962 thì được đưa ra Bắc theo đường biển bằng thuyền máy xuất phát từ bến Mỹ Khê, Đà Nẵng. Sau chuyến đi đầu tiên thất bại, chuyến thứ nhì ông đổ bộ vào bờ biển Hà Tĩnh và men theo quốc lộ 1 về Hà Nội. Đặng Chí Bình đã được giao phó nhiệm vụ thi hành ngay trên địa bàn thủ đô Hà Nội mang tính cách chiến thuật như đưa mật thư cho các đối tượng còn nằm lại miền Bắc, quan sát tình hình sinh hoạt của dân chúng cũng như hoạt động của sư đoàn bộ đội 308. Nhưng sau 3 tuần lễ hoạt động trong tình tiết căng thẳng, ông bị Công an Cộng sản miền Bắc phát giác, bị bắt giam trong khám đường Hỏa Lò, trải qua chế độ biệt giam thẩm cung dã man liên tiếp trong 6 năm trời. Có lần ông đã lừa trốn khỏi Hỏa Lò nhưng bị bắt lại rồi bị đánh đập tàn nhẫn khiến đã từng có quyết định thắt cổ tự tử. Sau 6 năm bị biệt giam và hành hạ trong Hỏa Lò, Đặng Chí Bình bị chuyển sang các trại lao cải khắp nơi trên đất Bắc trong 12 năm. Trong thời gian này, ông có dịp gặp các nhóm biệt kích miền Nam bị bắt. Và sau khi mãn án 18 năm tù, Đặng Chí Bình trở về Sài Gòn, gặp lại người cha già, bây giờ đã lẩm cẩm và bà mẹ đã mù lòa. Ông liều mình tìm phương vượt biển và sau 3 lần đã thoát được sang Pulau Galang và cuối cùng định cư tại Boston, Hoa Kỳ. Từ năm 1985, Đặng Chí Bình đã bỏ ra 20 năm cặm cụi viết lại hàng nghìn trang hồi ký dưới tựa đề Thép Đen, để kể lại câu chuyện kinh hoàng đầy máu và nước mắt trong ngục tù cộng sản. Thép Đen đã được ông hoàn tất như một chứng tích, một di cảo cho tất cả những người đã nằm xuống hay còn sống trong ngục tù cộng sản Việt Nam. Nhân dịp kỷ niệm tháng 4 năm nay, ông Đặng Chí Bình đã được Hội Ái hữu Tù nhân Chính trị và Nạn nhân Cộng sản Việt Nam mời sang Úc để tiếp xúc với đồng bào và nói chuyện giới thiệu về thiên hồi ký Thép Đen. Ông sẽ có mặt tại thành phố Sydney vào cuối tuần này để từ tuần tới sẽ bắt đầu chuyến tiếp xúc với đồng bào tại các thành phố lớn Sydney, Melbourne và Brisbane. Nhân dịp này, xin mời quý vị theo dõi câu chuyện với Đặng Chí Bình qua đường điện thoại đã thực hiện vào đêm hôm qua trước khi ông đáp phi cơ đi Úc. Quốc Việt, qua anh xin phép cho tôi được hân hạnh kính chào toàn thể quý vị thính giả đang nghe đài. Thưa ông, được biết là ông đã định cư ở tại Hoa Kỳ từ năm 1984, nhưng năm nay là năm 2007, tức là 23 năm sau, thì người Việt ở Úc mới có cơ hội để được tiếp xúc với tác giả của Thiên Hồi Ký Thép Đen, đã làm say mê nhiều người. Trong suốt 20 năm qua lại không có dịp nào để cho chúng tôi những người ở Úc có dịp diện kiến ông ở tại đây ạ. Thưa anh, năm nay thì tôi cũng đã lớn tuổi, 75 tuổi rồi thưa anh. Dạ vâng. Cho nên tuổi đời rồi những cái